Để văn học nghệ thuật Hải Dương phát triển bền vững, giúp đời sống tinh thần của người dân thêm phong phú, công tác phát hiện bồi dưỡng năng khiếu trẻ luôn được ngành văn hóa nói chung và Hội Văn học nghệ thuật tỉnh nói riêng quan tâm, ghi nhận của phóng viên thời sự nhân ngày truyền thống văn nghệ cách mạng Việt Nam 25 tháng 7. Đây là buổi dã ngoại thực tế tại khu di tích quốc gia đặc biệt Động Kính Chủ, Chùa Nhẫm Dương của các học sinh lớp bồi dưỡng năng khiếu văn học mỹ thuật trẻ hè 2022 của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh. Qua các tiết học hướng dẫn kỹ năng sáng tác trên giảng đường và hoạt động dã ngoại, các học sinh được khơi dậy niềm đam mê, tìm thấy cảm hứng sáng tác cho những đề tài nghệ thuật. Cháu rất may mắn khi được học ở Hội Văn học nghệ thuật 3 năm, có cơ hội được các bác họa sĩ của Hội Văn học tỉnh hướng dẫn nên cháu đã có thêm nhiều phần hiểu biết về văn học nghệ thuật của cuộc sống. Cháu đã tham gia rất nhiều sân chơi khác nhau và đạt được rất nhiều giải từ cấp thành phố, cấp tỉnh đến cấp quốc gia. Sau này cháu có mơ ước trở thành một họa sĩ để vẽ được nhiều vẻ đẹp của quê hương đất nước. Đây là lần đầu tiên em tham gia lớp bồi dưỡng văn học nghệ thuật của tỉnh. Với sự nhiệt tình, tâm huyết của các thầy cô, em cảm thấy rất vui và có nhiều trải nghiệm. Đặc biệt, bài học hay và kinh nghiệm từ các thầy cô truyền lại cho em. Thông qua lớp văn học nghệ thuật, từ một người viết văn rất là thô sơ, em đã được thầy cô đào tạo và rèn luyện để có chiều sâu hơn trong các tác phẩm của mình. Em cảm thấy rất vinh dự khi được những thầy cô, nhà văn, nhà báo nổi tiếng hướng dẫn em trên con đường học tập. Lớp năng khiếu văn học mỹ thuật hàng năm thường được tổ chức từ trung tuần tháng 7 và kéo dài trong 12 ngày. Lớp học năm nay có sự tham gia của gần 30 học sinh đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Thông qua các lớp học được tổ chức hàng năm nhằm tìm kiếm, phát hiện những nhân tố mới để bồi dưỡng những mầm non nghệ thuật, tiếp tục xây dựng thế hệ văn nghệ sĩ kế cận. Bản thân tôi là một họa sĩ quân đội, cũng đã nghỉ hưu. Thế năm nay được về tỉnh nhà Hải Dương thì tôi có nhận thấy là cái lớp sáng tác mỹ thuật trẻ và văn học nghệ thuật vừa là để rèn luyện cho các em có năng khiếu, tự tin, phát triển được tài năng cho tỉnh nhà. Đồng thời cũng là một cái định hướng vui chơi, giải trí hè, một cái sân chơi rất bổ ích cho lứa tuổi trẻ. Được đi thực tế ở một số địa phương ở quanh tỉnh thì tạo ra một cái môi trường rất thuận lợi cho các em là nhìn nhận được cái không gian va chạm và đồng thời rút ra được những cái nét đẹp của quê hương, của phong cảnh. Riêng với năm 2022 thì nó có một cái khá là đặc biệt, đó là cái lớp này thì chúng tôi đã phối hợp giữa hai loại hình cả văn học và cả mỹ thuật với một cái mong muốn là nó có một sự đan xen hài hòa cho các góc nhìn của các con và thông qua đó thì thúc đẩy cái niềm đam mê sáng tạo văn học nghệ thuật, tìm cái nguồn bài, cái nguồn tác phẩm để bổ sung cho cái câu lạc bộ tuổi xanh cũng như là cái mỹ thuật trẻ tham dự các cái cuộc thi của khu vực trong nước và quốc tế. Và thông qua đó thì chúng tôi cũng vẫn hướng tới một cái mục đích dài hơi, đó là tìm và bồi dưỡng cái thế hệ văn nghệ sĩ kế cận cho sau này. Bởi vì là cái phần mà chúng tôi phát hiện được từ những lớp văn học trẻ thì đến bây giờ đã được khẳng định rất nhiều thông qua các năm và các hoạt động của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương. Từ những lớp bồi dưỡng của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, nhiều tài năng nghệ thuật đã được phát hiện, bồi dưỡng và đã đạt được những thành tựu nhất định khi trưởng thành. Họ không chỉ sống được bằng nghề này mà còn khẳng định tên tuổi ở lĩnh vực văn học nghệ thuật trong cả nước.